Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sau cuộc chiến giữa Tô Đại và Tổng Trọng lại có bóng dáng của bà Dũng. Như dự đoán của BBC, chiều ngày 26 tháng 4 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã nhóm họp bất thường để xem xét việc kỷ luật đối với ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Như vậy, ông Huệ trở thành nhân vật tứ trụ thứ hai bay chức sau ông Võ Văn Thượng Có thể nói, đây là thắng lợi lớn của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong cuộc chiến tranh quyền nhằm đoạt vị trí tổng bí thư. Và đây là hình giao diện trang website vươnghạmi.com. Kết quả này đã được bà Hồ Thu Hồng, cựu tổng biên tập báo thể thao thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ từ nhiều ngày trước. Bà Hồng được biết đến như là người tình của thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu thứ trưởng Bộ Công an, cố vấn an ninh và tông giáo của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời cũng là thủ trưởng cũ của ông Tô Lâm. Bà Hồng đã up mở trên trang Facebook cá nhân rằng chính thức bắt đầu chương 1, Cùi không sợ lỡ của bản giao hưởng mang tên Ván bài lật ngựa. Theo giới phân tích, đây có thể là tín hiệu từ phe Tô Lâm là thông điệp cảnh báo về việc hạ bệ các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng bí thư tại đại hội 14 sắp tới. Việc hạ bệ cả chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, hai trong số bốn nhân vật tứ trụ quyền lực nhất của đảng thì cũng chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Sự thất bại của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước tổng trọng trong cuộc chạy đua vào ghế tổng bí thư trước đại hội 12, khiến ông Dũng phải về làm người tử tế nhưng vẫn để lại ám chỉ về sự trở lại của ông. Lúc đó có những đồn đoán rằng Thủ tướng Dũng đã đạt được những thỏa thuận ngầm với tổng trọng nhằm đảm bảo sự an toàn cho ông và gia đình sau khi ông nghỉ hưu cũng như đảm bảo cho sự thăng tiến của hai người con trai ông. Tuy nhiên, gần đây có những đồn đoán cho rằng đằng sau thắng lợi áp đảo của Tô Lâm có bóng dáng của Ba Dũng và tướng Nguyễn Văn Hữu. Điều này càng được khẳng định hơn khi mới đây trong bài viết Quang làm báo tái hiện. Nội bộ ba đình dạy sống của tác giả Nam Việt đã bật mí nhiều điều về cuộc đấu giữa Tô Lâm và Vương Đình Huệ. Và đây là hình chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Theo tác giả, rút kinh nghiệm vụ trợ lý của Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, có lẽ Vương Đình Huệ đã có bàn bạc trước với trợ lý của mình. Theo đó, nếu bị bại lộ, thì ông Phạm Thái Hà hãy chịu đựng một mình với những hứa hẹn nào đó. Chính vì vậy, khi chuyện ăn hối lộ của tập đoàn Thuận An đến hơn 2.000 tỷ lộ ra. Lập tức ông Huệ chối ngay, nói ông không biết gì cũng không tham gia và không liên quan. Nhưng theo tác giả Nam Việt, chuyện đó cũng chỉ là một mặt của cuộc chiến. Mặt khác, chuyện hậu cung bếp nút của ông Huệ đã bị tung lên trên một trang web nặng danh, tung tin nội bộ theo kiểu quan làm báo. Cụ thể tác giả cho biết, trang web lấy tên con gái của Huệ đang du học tại Mỹ, cứ cách mỗi tuần đưa một chuyện mà chuyện nào chuyện nấy đều chết người. Trang web nói trên có tên vương Hạ com bài viết cứ theo giọng điệu của đứa con gái kể tội cha mình là vương đình huệ theo giọng rất điệu. theo giới quan sát đây là cách dùng lại chiêu thức của các trang quan làm báo chân dung quyền lực từng nổi danh một thời của trương tấn sang và nguyễn tấn dũng đến nay ông tô lâm áp dụng lại để tấn công vào phe nghệ an của huệ vương một bài viết ngắn nhưng rất trực diện xuất hiện trên trang này vào ngày 21 tháng 4 chỉ trích những người thuộc phe nghệ tĩnh với những chi tiết có thể khiến ông Huệ chết đứng. Cho rằng, những người như Trương Tấn Sang, Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà có vợ vừa quê mùa vừa xấu xí và sinh ra những đứa con đần độn. Những bà vợ của họ có rất ít năng lực để suy nghĩ nhưng lại có thừa năng lực để quấn lấy chồng. Bố tức Vương Định Huệ chỉ coi trọng những người giống bố, chạy chuốt và luôn tìm cách che giấu thực lực của mình như chú Nguyễn Đắc Vinh chú Vinh còn giống bố ở khoảng giải tỏa căng thẳng trong việc bằng gái đẹp. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm. Theo đó, chú Vinh tức Nguyễn Đặc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, người có gương mặt nghiêm nghị nhưng lại ăn chơi xa đọa lâu nay vẫn được dư luận coi là tai dắt gái chính cho Vương Định Huệ suốt mấy năm nay. Thậm chí có tin là vinh là người thúc đẩy thành lập một nhánh tuyển gái núp bóng một công ty tinh học hàng đầu ở việt nam để bí mật cung cấp thú vui cho các quan chức theo đánh giá cách mà ông tô lâm nhắc tên của vinh làm huệ đổ mồ hôi hộp bởi nhắc đúng người đúng chuyện mà rất có thể công an còn có cả video chứng cứ để buộc tội ông huệ nhà thơ nguyễn duy đã từng viết nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh phe nào thắng thì nhân dân đều bại Tương tự, trong cuộc chiến quyền lực của nội bộ đảng hiện nay, điều này vẫn hoàn toàn đúng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao cuộc chiến giữa Tô Đại và Tổng Trọng lại có bóng dáng của bà Dũng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tiếc cho ngôi sao vừa vụt tắt Ngày 25 tháng 4, Báo Tiến Dân đăng lại tâm sự dưới góc nhìn của nhà báo Trần Nhung về một ngôi sao đang lên vừa vụt tắt với tựa đề Liệu có nên tiếc cho anh? Thời báo chấm giới thiệu bài viết tới quý khán thính giả nội dung như sau Những thông tin dồn dập về thời cuộc khiến vừa buồn vừa vui Buồn vì sao nên sự như vậy với biết bao cán bộ cấp cao đứt gánh giữa đường nhưng vui vì cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực tha hóa biến chất đã không có vùng cấm và chiếc kính chiếu yêu của tổng bí thư soi rọi vào mọi ngóc ngách để phát hiện ra những con sâu chúa tàn phá đất nước liệu có nên tiếc cho anh quả thực anh là người đang sáng giá trên chính trường bởi anh có học hàm học vị cao có truyền thống của gia đình và quê hương và cuộc đời thơ ấu trải qua nhiều cơ cực nhưng đã có ý chí vươn lên và nhiều cơ may tạo cho anh thăng tiến rất nhanh và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Nhưng rồi vụ việc vỡ lỡ và anh có nguy cơ đối mặt với án hình sự. Không có may mắn như mấy anh khác cũng là đỉnh cao chót vót được về vườn nhưng vẫn được giữ nguyên chức để trong dịp lễ lạc lại xuất hiện tươi cười trước màn ảnh nhỏ. Tôi có vài ba lần viết về anh, hàm ý không hài lòng về những hành vi và phát ngôn của anh. Mới ở cương vị đứng đầu một tỉnh mà đến một hội nghị, người ta trải thảm đỏ cho anh hai bên là hai hàng thanh nữ áo dài tha thước với các bó hoa chào đón anh như bậc đế vương. Lẽ ra anh nên từ chối đi trên thảm đỏ, nhưng anh đi có vẻ dương dương tự mãn. Rồi khi ở nghị trường, anh tự khen mình là tài giỏi bởi đã điều hành nghị trường làm những việc mà thế giới không thể làm được, đến nỗi phải học hỏi Việt Nam. Mừng cho hai con anh được du học nước ngoài, tiếp thu những tinh hoa kiến thức của hai nước phát triển nhất thế giới và về nước được anh bố trí ở các cương vị để có bể phóng tiến lên. Và đây là hình Vương Đình Huệ ngôi sao vừa vụt tắt. Dư luận đã xầm xì là tiền lương vợ chồng anh chắc chắn không thể chu cấp được cho hai con du học bởi học phí và chi phí rất cao. Về nước, cậu con trai ấy công tác ở một đoàn thể chính trị xã hội là được doanh nghiệp biếu ô tô con cũng vui lòng nhận. Ở quê anh, bà con dân làng khen anh là người con hiếu thảo với mẹ. Bố anh mất sớm, mẹ anh bây giờ đã hơn trăm tuổi, được anh chăm lo một cách hết sức tận tình, chu đáo. Có một bác sĩ quân y thường xuyên chăm lo sức khỏe cho cụ. Anh làm một nhà thờ cũng khiêm tốn, nhưng các đồ vật trang trí trong nhà thờ và cây cảnh mà các doanh nghiệp đem biếu đặt để ngoài vườn thì trị giá cũng không biết bao nhiêu mà kể. Đám cưới của con anh chập một hội trường lớn ở Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình và người ta cho rằng Phần lớn khách dự đều là các doanh nghiệp ở mọi vùng miền của đất nước. Một người hàng xóm nhà anh cho biết, phong bì mừng đám cưới phải chứa tới mấy cái rương mới đựng hết. Thường mỗi cái rương mà các vị đồ nho hay dùng để đựng sách vở và đồ quý giá, chiều dài khoảng 50cm, chiều cao chừng 30cm. Và đây là hình Tô Lâm, người vừa thẳng tay quật ngã Vương Đình Huệ. Cũng những người hàng xóm này cho biết, đệ tử của anh được doanh nghiệp hối lộ phần khá lớn trong tổng số hơn 2.000 tỷ đồng mà doanh nghiệp này hối lộ cho các quan chức. Đây thật là món tiền kinh khủng. Anh nói anh không biết việc này, nhưng tiếc thay, cái tay doanh nghiệp kia lại khai ra vanh vách. Nghĩ về anh cũng như các anh khác ở đỉnh cao quyền lực mà ngã ngựa thật rất đau lòng. Tài sản quốc gia giao cho những người này quản lý thì khác gì giao trứng cho ác. Vận mệnh của đất nước và của đảng đang ở thời điểm thử thách đặc biệt nghiêm trọng do giặc nội xâm. Mong Sao, người đốc lò vĩ đại có sức khỏe và tỉnh táo, để tiếp tục dương kính chiếu yêu, phát hiện ra tất cả những con sâu chúa đang tàn phá đất nước và trừng trị nghiêm khắc theo điều lệ Đảng và theo pháp luật. Từ một việc này của anh lại giống lên hội chuông cảnh báo cực kỳ nghiêm khắc cho tất cả cán bộ từ trung ương đến địa phương, hãy xem lại mình để thực hiện nghiêm túc 19 điều đảng viên không được làm và thực thi công vụ đúng pháp luật, không tự tư, tự lợi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tiết cho ngôi sao vừa vụt tắt Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.